cái khu vực phía sau đó là cái khu vực mà làm vệ sinh hoa. Tại vì khi mà mình làm á, các bạn biết á, là cái cửa hàng đằng trước nó là showroom, là mình muốn cái gì đẹp nhất là show ra cho khách hàng xem. Còn riêng cái khu vực vệ sinh hoa nó lôi thôi nhất luôn ấy, thì mình phải đưa ra phía sau. Cái cửa này là hồi xưa là cái cửa bên 37 Thảo Điền, mọi người nhớ không? Cái cửa hàng cũ á, thì bây giờ mình lấy bưng nguyên cái cửa hàng đó đưa ra vào đây. Trong những cái cửa hàng hoa chắc chắn phải có một cái kho, tại vì cái cửa hàng hoa của mình nó rất là nhiều thứ. Cũng tận dụng những cái vật dụng ở bên cửa hàng cũ á, mình làm một cái kho nhỏ nhỏ ở đây ha. Mình tận dụng dưới cầu thang nó đựng được rất là nhiều luôn. Có hai tầng ở trên á là mình để bao rác rồi đó, còn ở trong này là những cái dụng cụ của các cái cô vệ sinh ha. Nên là trong khi mà các bạn thuê cửa hàng phải lên market trước, trong đầu của các bạn là phải hình dung ra mỗi cái góc nhà, mỗi cái vị trí nó phải bố trí cái gì đó để nó hợp lý và tận dụng tất cả những cái gì mà có thể có để phục vụ cho cái công việc của mình nha. Cái khu vực này là mấy in thôi, bên mình in nhiều cực kỳ luôn, in màu có, in chữ lớn có, in chữ nhỏ, nên trong kia là hai cái máy in in giấy ra thôi, còn đây là máy in màu. Tận dụng hai cái ống nhựa để mình cho cái que tre rồi dán chữ vô đây. Cái máy tính để thiết kế chữ, cái chỗ bàn làm việc của cái bạn mà lên nó phụ liệu đó, là cái tủ nhân viên mỗi bạn cũng có một tên vô đó hết đâu. Trong này á là cái tủ hồ sơ giấy tờ liên quan thuế máy gì đó là ở trong này. Cái bàn này để mọi người ăn cơm trưa qua trường trong cái sự kiện hôm nay nè mọi người. Đây là cái khu vực đóng phụ liền, đây là cái khu vực để các bạn ngồi đây đóng hàng thôi mọi người nha. Đây là cái kệ để mỗi lần mà đóng hàng xong á, mình xếp lên đây, mình đẩy ra ngoài cho hai sàn thương mại điện tử họ tới họ lấy cho tiện ha. Ở trong này là cái khu vực kho và nhà vệ sinh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hy vọng những cái chia sẻ này nó có lợi cho các bạn trong cái việc các bạn thiết kế lại cái cửa hàng hoa của mình nha.